coronavirus. Đức Thánh Cha một mình đi bộ trên đường phố Roma hoang vắng để cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Chiều Chủ nhật 15 tháng 3 2020, Đức Thánh Cha đã rời Vatican một cách âm thầm và riêng tư để đi cầu nguyện với Đức Mẹ tại nhà thờ Đức Bà Cả, cầu nguyện cho dân thành Roma, cho nước Ý và cho cả thế giới đang trong đại dịch Covid-19. Đây cũng là nơi mà Ngài luôn luôn đến cầu nguyện trước và sau mỗi cuộc tông du ngoài nước Ý. Trong mỗi lần ấy, Ngài đều dâng lên mẹ lời cầu nguyện, lời tạ ơn và bó hoa với tình con Thảo. Không chỉ ngoại thường như thế, sau khi rời nhà thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã đi bộ một mình như một người hành hương, tiến về nhà thờ San Marcello Ancorso nằm ở gần quảng trường trung tâm Piazza Venezia để cầu nguyện trước cây thanh giá nhiệm màu il crocifisso miracoloso. Vì theo truyền thống, nhờ cây thánh giá này, Thiên Chúa đã làm phép lạ cứu dân thành Roma khỏi đại dịch Grande Peste năm 1522. Khi biết tin Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và hành hương như thế, mọi người rất cảm phục và hiệp thông cùng vị cha chung. Anh Dario nói, tôi không phải là một người công giáo tốt, nhưng khi thấy Đức Thánh Cha đi bộ một mình như thế, như một người hành hương trên đường phố Roma hoang vắng của chúng ta, để cầu nguyện cho chúng ta, điều ấy làm tôi xúc động vô cùng. Đây thực sự là một khoảnh khắc lịch sử. Đây thực sự trở thành một biểu tượng trong thời điểm lịch sử và khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Chị Stefania nói, Điều ấy thực sự làm tôi xúc động đến rơi lệ. Nhiều người khác có những lời chia sẻ rất ngắn và chân tình như thật nhân văn biết bao thật tuyệt vời giữa hoàn cảnh đen tối này chúng ta vẫn có đó điều tuyệt vời thật là tấm gương sáng hãy nhìn kìa một hình ảnh có tính lịch sử ngài đã cầu nguyện cho chúng ta và cho tất cả các nạn nhân cảm ơn ngài rất nhiều